Batman nè, Pikachu, Hồ Lô rồi nhiều lắm. Nhưng mà đó, cái thẻ mảnh thẻ các bạn tăng nó max cấp ha. Còn ở đây thì đó mảnh thẻ nè, đó, chúng ta để cho nó tự tăng cấp ha. Lên, dứt. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HellVKT của mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cái game là Phàm Nhân Tu Tiên H5 của 360. Bản này là free cũng ít à. Free chỉ có VIP 20 và đâu là 5 ức bạc. 5 ức vàng khóa và 5 ức vàng không khóa nha. Bây giờ mình đăng ký game và vào chơi nha. Này là quen thuộc với nhiều bạn lắm rồi. Thì cái game này phi cho chúng ta là như là mình nói là VIP 20 và 5 ức kim nguyên bảo khóa và kim nguyên bảo không khóa. Hỏi luôn. Cái này chơi được trên máy tính lẫn chơi được trên điện thoại nha các bạn. Game cấu hình cũng nhẹ, không có cần mà cầu kỳ quá. Đó, máy chủ thì đây là mình chọn cái X9 Free đi. Đó, vào game. Đó, X9 Phi. Thì ở dưới cái link của cái bài này á, thì mình có để link của cái mã code nha các bạn. Code được 100, mình có 3 cái mã code. Trong đó có một cái mã code là ngon nhất, đó là 100 hồn của Hub và 100 hồn của Thanos. Các bạn nhớ xuống dưới và lấy mã code nha. Ồ, thằng này đẹp trai nè. Đây, đăng nhập tặng VIP 5. Mò tặng 1 vạn vàng và hú dữ. Đó, bấm vào VIP 20 nè, 5 ức. Đó, VIP 20, nhận quà nào. Rồi bây giờ chúng ta chạy nhiệm vụ cho nó lên level 30 nha. 30 thì các bạn mới ăn được cái mã code nha. Chứ tại giờ mấy bạn ăn cũng được đó, nhưng mà đâu có thấy được hay cái chỗ nhập mã code đâu mà ăn. Thì lên level 30 nó mới hiện cho các bạn. Anh Tại Hiên rồi, giác anh đi Tại Hiên đi lòng vòng. Đây, yêu gì nè đó, kích hoạt hết đi. Người ta cho mình cứ xài đúng không? Đó, người tuyết nè đó, kỳ lân nè đó, thần thiên tướng nè đó, lấy nào đi nhiều nhất ta, 7 mự, hình như là thần thiên tướng nè. Chiến đi cho nó làm chủ. Ok.
Thôi bây giờ mình cho nó trả nhiệm vụ lên cấp 30 nha các bạn. Để mình lướt qua cho các bạn. Thì bây giờ nãy giờ mình chơi là lên được level 31 nha. Còn bây giờ là chúng ta cho nó lên cấp lẹ lẹ cho nó chạy nhiệm vụ nữa ha. Rồi ok, chọn cho nó khiêu chiến. Rồi bây giờ mình vào mình nhận mã code nha. Đánh miết vậy. Đây cái chỗ phúc lợi nè. Đó bấm vào. Cái bà mấy cái thứ kia đi. Đó Git gì đó, code gì đó. Đó, rồi nhập mã code vào. Mã code ở đâu? Mã code ở dưới cái phần miêu tả của video nha. Mình xin hướng dẫn, mình xin nhắc lại một lần nữa là cái mã code nằm ở dưới cái phần miêu tả của video, nằm ở dưới cái video này nè, các bạn kéo xuống là sẽ thấy. Nhớ vào lấy cái mã code nha. Bây giờ mình nhập cái mã code. Mình xin phép là che cái mã code này lại, tại vì sao? Đó là miếng cơm. Đây, cái mã code đầu tiên. Mã code thứ hai. Cuối cùng là cái mã code quan trọng nhất ha. Đó. Đâu rồi, quên rồi, đâu rồi, quên, chưa copy là. Bây giờ qua copy lại. Rồi, bây giờ nè, nó nằm ở ngoài hư rồi nha các bạn. Đó. Các bạn thấy gì không? Có đeo Facebook chưa đọc. Đó. Thấy gì chưa? Chúng ta đừng quan tâm tới vàng nha, tại vì vàng nhiêu đây là chúng ta xài rất là nhiều rồi. Húp. Đó, 100 thẻ húp, 100 thẻ Hanot. Đó. Rồi ngẫu nhiên gì nè, đó. Thẻ Hồng Hà Nhi nha, đây, nhận luôn. Thẻ gì đây? Thẻ Lôi Công. Đó. Thẻ tam nhãn tinh đó, lượm luôn đó. Tổng cộng là có 3 mã code nha. Đó, bây giờ nó nằm ở đâu đây? Đây súng. Đây Hồng Hà Nhi nè. Cù bắp lắm. Đó, Lôi Công nè, đó. Nhãn gì nè, đó, nhãn lòng, nhãn tai gì đó. Đây, đây hai anh đây, hai anh sao vàng nè, đó. Thanos. Ở đâu rồi? Húp. Cái sao này còn thẻ gì ngon không? Sao này nhiều thẻ cũng ngon lắm các bạn. Đó. Giả hú gì tùm lum nè, đó. Iron Man nè, đó. Pikachu, hồ lô rồi nhiều lắm. Nhưng đó cái thẻ mảnh thẻ các bạn tăng nó max cấp ha. Còn ở đây thì đó mảnh thẻ nè, đó chúng ta để cho nó tự tăng cấp ha, lên dứt. Đó, tăng nó mát lên ha, cho nó mát level luôn, nhưng mà bây giờ mình không muốn nó mát level, mình để như vậy đi. Đó, mình để cho nó làm chủ chiến. Bây giờ đi đánh tiếp nè ha. Thì đào mỏ gì đó. Một phát một thôi. Video ngắn gọn ha. Các bạn tự tìm hiểu và chơi tiếp nha. Còn bây giờ mình có một số game khác mình sẽ làm tiếp, nên các bạn tự tìm hiểu chơi nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nhớ đăng ký kênh để nhận những cái thông tin mới, những cái game mới. Và đừng quên like, share video để cho bạn bè và nhiều người khác biết về game free nhé nha.
Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. À quên, nhớ cho mình biết ý kiến cũng như là cái game các bạn muốn chơi ở phần comment bên dưới nha. Bye bye. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó, bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp vào quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.